Ngày 11 tháng 7 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre cho biết đang làm việc với 10 đối tượng đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền và đang tạm giữ 12 xe máy, 8 điện thoại di động cùng gần 30 triệu đồng là vật chứng có liên quan đến vụ án. Theo đó, tối 10 tháng 7, nhận được tin báo của nhân dân, lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện Châu Thành đã bắt quả tang vụ một nhóm người lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại gầm cầu 2K ở ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành. Khi thấy lực lượng công an ập vào, các đối tượng bỏ chạy, một số nhảy xuống sông. Nhưng lực lượng chức năng đã bắt được tất cả, lập biên bản xử lý, tạm giữ 10 đối tượng có liên quan. Qua làm việc, các đối tượng cho biết, tụ điểm đánh bạc này do Phan Văn Dũng, 48 tuổi, ở xã Quế Thành, huyện Châu Thành, cùng hai đối tượng tên Ninh và Lượm đứng ra làm cái để lắc tài xỉu cho các con bạc đặt cược. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.